Vâng, Emosai xin kính chào tất cả quý các bạn nhé. Thì tiếp tục với Emosai đang có mặt tại khu vườn tập trung khu cầu Bía. Đấy, khu vườn bên này là khu vườn của anh Tuấn, các bác hay gọi anh Tuấn Trẻ Hải Dương các bác nhé. Đấy, thì bây giờ Emosai chia sẻ với các bác là một số cái phôi và một số cái tác phẩm trong vườn của anh Tuấn. Ở đây thì cả phôi đương đại, cây đương đại và lối cổ đều có các bác nhé. Đấy. Đầu tiên đây là một cái tác phẩm si đang hoàn thiện các bác này. Đấy, đây là một tác phẩm si đang được chủ nhân hoàn thiện này. Đấy. Tác phẩm này lối cổ như này lại có lu cục các bác nhé. Này trông hay quá nhỉ. Chất thì rất là đẹp các bác nhé, chất lá rất là tròn. Đấy, bác ấy chơi rất là đa dạng, lưới cổ có, đường đại có, đây mặt chơi đây. Cái này, cái chỗ này lưu rất là mạnh các bác nhé, lưu cái phần điểm thân này. Đấy, bác vừa nuôi mầm ở chỗ này, vừa làm tay ở đây luôn hay sao ấy. Rất nhiều các bạn nhé. Rất nhiều tác phẩm xanh si khủng. Đây cũng là một tác phẩm xanh các bạn này. Một tác phẩm xanh lam điền. Đấy, cái phần bông răm vừa rồi chắc là anh em mới định hình lại này. Đấy, tổng thể hai mặt đây rất nhiều nhưng phải đến cả trăm tác phẩm các bạn. Emosai chỉ review một số tác phẩm tiêu biểu các bạn nhé. Tác phẩm này rất là già này các bạn này. Cái đường rễ và cái tử của nó rất là đẹp các bạn. Ở bên kia còn một số vườn của một số bác nhé. Emosai chia sẻ từng vườn một. Đây là cũng như kiểu như là cái vườn tập trung của câu lạc bộ các bác nhé. Đấy, gọi là câu lạc bộ cầu Bía đây. Rất nhiều các bác nhé. Đây. Nhưng mà sai sẽ chọn những cái tác phẩm tiêu biểu rõ để quay cho các bác cùng ngắm. Đây cũng có một số cái phôi đang nuôi các bác nhé. Đây. Một số cái phôi dòng đương đại này. Đấy. Những cái phôi đường đại đang được anh Tuấn tạo tác. Đấy. Để mà làm cho làng cây cảnh cái lam phát triển thì cũng lên làm những cái vườn tập trung như này để cho anh em có những cái khu giao dịch và giao lưu. Đấy. Thúc đẩy phát triển của làng cây cảnh Việt Nam. Đây là một cái điều rất là hay. Cái con này thì nếu mà nhớ không nhầm, đây là cái cây này là một cây long các bác nhé. Đấy, nhìn đúng như cây long mà. Cây long hạ xuống các bác nhé. Hạ xuống làm cây lùn. Chú Hải nhỉ? Cái này cây long hạ xuống chú nhỉ? Đâu, nó ghét, cây mới ghét hết rồi. Không, đây nó là gốc cây long đấy. Ừ. Một đúng là một gốc cây long rồi. Phía bên này là một cái tác phẩm si cổ các bác nhé, một tác phẩm si cổ. Đấy. Một trong những tác phẩm si cổ trông cũng rất là đặc dị các bạn. Đấy. Si cổ này ngày xưa thì đa số là các bác ấy ký sỉ nhiều. Đấy. Đấy, những cái đường bệ, đường thân rễ này được anh làm bo sỉ khá hay. Đa số dòng si cổ này lá búp rất là đẹp nhé, lá rất là tròn quý vị các bạn ạ. Đây, cái phần mặt chơi đây các bạn nhé. Cái phần lá đang tốt, Emosai phải quay gần vào phần bệ rễ trước. Sau Emosai sẽ quay tổng thể cho bác cùng ngắm sau. Tuyệt vời quá. Những cái tác phẩm rất đẹp. Tác phẩm này thì
Phần thân bệ là ổn định hết rồi, phần bóng tán là đang tạo tác rồi. Phần trên này hầu như là gần như là xong hết rồi, còn một số cái phần tay phía bên hồi về bên này thôi các bác nhé. Đấy. Bên đây lại tiếp, bên đây là một cái tác phẩm Sico đang được chủ nhân tạo tác. Tác phẩm này có cái phần lạc thân rất đẹp các bác nhé. Đây, si cổ ấy có cái phần lạc thân rất đẹp này. Đấy. Tác phẩm này sau mà làm thành phẩm thì rất là ok các bác này. Giả quá các bạn. Để mà có những tác phẩm si cổ mà đẹp như này mà thân bệ nhũ nhĩ mà lở như này không phải đơn giản đâu. Đấy. Cái phần này là những cái phần này chắc là vừa rồi bác đã làm bo xỉ lại này. Đấy, như Yên Bonsai đã chia sẻ thì đa số những cái phần những cái cốt si cổ này thì đa số là cái dòng chất lá rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, mặt bên đây nhé, mặt bên đây cũng vừa rồi mới bo thêm xỉ các bạn nhé. Đấy, rất là nhiều những cái cây lối cổ, cây đương đại, cả xanh cả si. Đấy. Cái bên trong thì còn khá là nhiều phôi. Đấy, nhưng mà Sai sẽ lựa những cái phôi đẹp đẹp. Đấy, những cái phôi đẹp để chia sẻ với các bác. Đây lại là một cái phôi si này. Cái phôi si này thì ôm nguyên một cái chậu luôn. Đấy, chủ nhân để cả chậu đây vào. Cái cây này thì cốt này thì vẫn đang nuôi các bác nhé. Cái bệ đóng bánh này các bạn, đóng nguyên cả một cái bánh luôn. Trong một cái hang đỏ cũ nhìn trông rất là cổ các bạn nhé. Đấy. Quá là phê luôn. Đấy, những cái đồ này mà sau làm được cũng rất là quý nhé các bạn nhé. Nuôi được cái gái, nuôi những cái bộ bệ mà già mà như này cũng không phải đơn giản đâu. Đấy, rất nhiều phôi. Nhiều lắm quý vị các bạn nhé. Đấy, những cái phôi nào mà nó sáng sáng một tí, nó không tốt thì mà Sai mới có thể review được, không tốt quá cũng khó để review. Ở bên phía bên trong này có một cái cốt si các bạn này. Một cái cốt si trực rất là đẹp. Cốt si này khá là to các bạn nhé. Phần thân này đường kính của rất là to các bạn này. Vành chắc nó phải trăm mấy đấy. Đây chắc là vừa rồi anh chủ nhân mới bỏ đất ra, bỏ chậu mới thay đất này. Cây rất là già coi nhé. Cái phần đỉnh ngọn này cũng đang được tạo tác này. Cắt giật đang làm phần ngọn rồi. Phần thân này. Cái này đợt này chắc là cho ra đây để ăn, cho nó ăn cho nó khỏe các bác nhé. Cây đó nó để ăn khỏe thì nó sẽ lở rất là khủng khiếp các bác ạ. Đấy, phần trên này. Đấy. Phần trên những cái phần cổ ngọn này. Nói chung đây là những cái cốt cũ rồi, cái những cái cốt cũ rất là già rồi các bác nhé. Đấy. Tiếp theo phía bên ngoài này. Đấy. Vườn này đa số có một số những cái phôi tốt và những cái phôi mà đẹp thì Yên Bonsai đã chia sẻ rồi. Bên này này, bên này có một cái phôi làm điền các bác nhé. Ở đây có một cái phôi làm điền ba thân. Cũng đang được tạo tác. Cái này đa số là toàn hàng cẩu các bác nhé. Cây này rất là to đấy, không nhỏ đâu. Cái này tốt quá, không vạch không quay được các bạn. Địa chỉ là câu lạc bộ bonsai Cầu Bía các bác nhé. Các bác cứ đánh cái địa chỉ ở nhà vườn ra thì nó sẽ xuống tận nơi, các bác có thể đến trực tiếp tận nơi xem được. Nói chung là chỉ có ngắm như vậy thôi các bác, thì sẽ xem được những cái phôi gần hơn, sẽ dễ hơn để cho các bác giao lưu. Ở đây cũng có một cái phôi xanh năm điền các bạn này. Ui giời, cái phôi xanh năm điền này chắc là cái phôi rất là quý đây này. Bác cái tre này. Cái phôi này nó tầm to rồi.
Đấy. Đây đây đây. Cái phôi này lu cục ghê gớm các bác. Đấy, từ nãy giờ đây thấy có một cái phôi lam điền chất lượng nhất ở cái chỗ góc bên này này. Đây là thuộc hàng to nhé, thuộc hàng to để cho anh em có thể chăn nuôi tư duy lâu dài. Một số cái phôi làm điền, cây này đang nuôi nhé, đây, cái cút nuôi to cổ chân này con. Nói chung là những cái cốt này mà nuôi thời gian nữa nó biến rất là khủng khiếp các bác nhé. Đây. Nó chun sụn như này cơ mà. Nó sẽ là những cái phôi rất là tương lai. Đây. Còn nữa đây là một cái phôi si các bác này. Đây là một cái phôi si cũng rất là to nhé, không phải nhỏ đâu. So với đường kính tay này, đây, đường kính tay của Yamasai này. Đấy. Rất là tuyệt vời. Cái dòng si này lá nó rất là to các bác nhé, lá nó rất là tròn, lá rất là to. Nhưng chất liệu si nó nuôi cũng rất là lở. Đợt này đa số vườn rất là tốt. Để sang tháng 10 các bác nhé, tháng 10, tháng 11 thì anh em cắt cây nhiều Yamasai sẽ đi chia sẻ nhiều hơn. Thì tiếp tục Yamasai vừa rồi đã chia sẻ một qua cái không gian cây cảnh của anh Tuấn Chè. Tiếp theo là anh em di chuyển sang Hưng Yên. Đấy, thì rất là cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi Yamasai chia sẻ nhé. Địa chỉ là câu lạc bộ Cầu Bía các bác nhé. Các bác cứ xuống trực tiếp xem tại vườn của anh Tuấn, có thể là giao lưu trực tiếp tại vườn nó sẽ dễ hơn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi Yamasai chia sẻ, và xin hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.